Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin gửi lời chào tới toàn thể quý vị anh chị em cùng toàn thể các bạn. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi xin giới thiệu với các bác một chiếc xe phân khúc hạng B sedan 2 đầu. Một chiếc xe cũng đang rất là hot trên thị trường Việt Nam. Và đây chính là một chiếc Hyundai Accent sản xuất vào năm 2012, số tự động và xe trang bị động cơ là 1.4, chạy tiết kiệm nhiên liệu anh chị em nhé. Một chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc và hôm nay thì sơn xi đèn đóm còn rất là đẹp. Về các trang thiết bị option công nghệ bên ngoài thì hôm nay được trang bị 4 la đăng đúc và 4 phanh ABS, xi nhan báo rẽ trên gương, cụm đèn halogen cực kỳ là đẹp. Và đi về đằng sau của xe, các bác có thể thấy sơn xi đèn đóm đằng sau còn rất là mới các bác nhá. 4 cảm biến lùi đã được trang bị ở đằng sau, giúp cho các bác lùi xe được an toàn hơn. Cảnh báo va chạm sớm, cảnh báo va chạm sớm khi mà các bác lùi xe vào những cái vị trí không gian chật hẹp anh chị em nhé. Bây giờ em sẽ đi vòng sang phần thân bên lái để cho anh chị em ngắm kỹ hơn về tổng thành, form dáng, sơn xi, ngoại thất bên ngoài của chiếc Hyundai Accent đời 2012, số tự động và xe trang bị động cơ là 1.4 này. Và chiếc xe này thì hiện tại bên em đang giao bán hàng gọi là giá mong muốn. Nhưng mà giá mong muốn của bên em là 350 triệu đồng bao rút hồ sơ như là sang tên. Tuy nhiên thì giá cả vẫn còn có thể thương lượng thêm. Nếu anh chị em nào quan tâm, thiện chí thì các bác liên hệ trực tiếp về cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966. Hoặc các bác có thể về trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Long Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe, cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại cho anh chị em nhé. Và bác nào mà chưa đăng ký kênh, chưa follow fanpage, nhớ đăng ký kênh và follow fanpage giúp em để không bỏ qua những video chi tiết của từng chiếc xe một được cập nhật liên tục trên kênh YouTube cũng như là kênh fanpage. Sau khi đi vòng quanh xe một vòng rồi, bây giờ em sẽ đi luôn vào bên trong phần nội thất bên trong để review cho anh chị em về nội thất bên trong của chiếc xe này. Và nội thất bên trong của xe thì ghế bọc da còn nguyên zin nguyên bản theo xe anh chị em nhé. Ghế bọc da zin đét theo xe luôn, hàng ghế sau, hàng ghế trước gọn gàng sạch sẽ. Xe trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện được tích hợp trên cái mặt bậc ở táp ly cánh bên lái này nhé. Táp ly táp lô còn rất là đẹp, vân viếc nổi đẹp. Đẹp. Và em này được trang bị một số tính năng ở trên cái vô lăng rồi, có điều khiển âm thanh trên vô lăng và một số những chức năng khác ở trên vô lăng. Một trang bị cái túi khí an toàn ở trên vô lăng và một chiếc ở bên phần táp lô ghế phụ kia. Em này là hệ thống túi khí thì như vậy là được trang bị hai túi khí an toàn trên khoang lái. Màn hình giải trí Android cỡ lớn đã được độ lên rồi, cho các bác nghe nhạc, giải trí, xem phim thoải mái luôn. Điều hòa trang bị hai vùng nóng lạnh các bác nhé, có hai vùng nóng lạnh đây. Đấy, mùa đông thì ấm áp mà mùa hè thì mát sâu. Được chưa? Một chiếc xe cũng rất là đẹp và các bác có thể nhìn thấy cái vô lăng này nó không bị mòn, sòn hay là bợt ra ở trên cái vô lăng này nhé. Vô lăng còn rất là mới và còn rất là đẹp luôn. Đấy, vân viết các bác nhìn này, nổ còn rất là đều đây, các bác nhé. Đó, đó là một số các trang thiết bị option công nghệ ở trên chiếc Hyundai Accent đời 2012 này. Và bây giờ thì em sẽ đi review về mặt chất lượng của xe. Đầu tiên là phần cánh lái, sẽ review cho anh chị em xem luôn. Đây là phần chỉ này, phần chỉ ở cánh trước bên lái này nhá. Phần chỉ thì zin đét luôn rồi, không mất một phần. Và cái phần ốc bản lề ở cột giữa, ở cái cột giữa bên lái đây nhá, cái ốc bản lề nguyên lớp bụi màu từ thời gian như các bác có thể thấy này, thấy chưa? Nó còn nguyên zin nguyên bản. Xuống ốc bản lề dưới, các bác nhìn thấy chưa? Xuống ốc bản lề dưới này nguyên zin luôn anh chị em nhé, nguyên zin nguyên bản luôn. Đến đây thì em sẽ mở phần khoang cốp và mở luôn phần khoang động cơ để lát nữa em sẽ review luôn cho anh chị em sau khi mà đi một vòng quanh xe luôn. Đó nhá. Rồi, xuống cánh đằng sau bên
lái đây các bạn nhá. Đây, tắp lì tắp lồ các bác nhìn này. Bốn cánh như nhau, rất là đẹp các bạn nhá. Cực kỳ là đẹp luôn. Em quay xa một chút để cho các bác nhìn tổng quát hơn. Và đây là phần chỉ này. Được chưa? Đấy, phần chỉ của em nó đây nhá. Nguyên zin nguyên bản. Và xuống đằng sau phần khoang cốp. Đây. Phần khoang cốp thì đầu tiên là có nhìn này. Cái phần keo ở cái phần máng nước này nhá. Nó thẳng tắp luôn và những cái lỗ đinh cán này. Những con đinh cán, lỗ đinh cán đây, tròn xoe. Bên này nữa. Đấy, phần keo này. Thẳng tắp luôn anh chị em nhá. Và những cái lỗ đinh cán đây. Đấy, nó cũng tròn xoe luôn. Được chưa? Phần chỉ trong này. Đây, chỉ trong của dòng xe này nó khá là nhỏ. Đấy, chỉ trong của dưới đất luôn. Xuống phần sắt xi gầm bệ bên dưới này. Sắt xi gầm bệ bên dưới thì các bác có thể nhìn thấy là nó rất là chắc chắn, cứng cáp. Không có hiện tượng là han gì mối mọt hoặc là vết hàn, vết cắt, mối ghép, mối nối. Còn cứng cáp và chắc chắn cực kỳ luôn các bác nhá. Đi sang phần thân bên phụ này. Sang phần thân bên phụ. Đầu tiên là phần chỉ ở cánh sau bên phụ đây các bác nhá. Phần chỉ ở cánh sau bên phụ đây. Đấy. Nó còn nguyên zin nguyên bản. Và lốp thì thay rất là mới cho các bác rồi. Đây, các bác nhìn những cái răng rãnh lốp này. Những cái răng rãnh vừa rồi, những cái khe mũi đây. Đấy nhá. Nó còn rất là rõ nét và còn cực kỳ là sâu ở trên những cái khe rãnh, khe lốp, khe mũi này. Các bác về đi 2-3 năm nữa cơ. 2-3 năm nữa thì các bác mới phải thay thế cái lốp này. Và đi lên phần cánh trước. Phần cánh trước này. Ở bên lái đây. Đây các bác nhá, nhìn phần chỉ này. Kia là nó vẫn còn cái cao su bảo vệ bên ngoài đấy nhá. Nó còn dính luôn cả cái cao su bảo vệ bên ngoài. Nguyên zin luôn. Bây giờ sẽ vào luôn phần khoang động cơ. Hôm nay có người hỗ trợ rồi chúng ta này. Quay xe nó sẽ nhàn hơn, có người nhấc cabo lên cho rồi. Mọi hôm có một mình mà nhấc rất là mệt. Đó như này. Đấy phần máy đây, máy móc đây. Ốc trên máy chưa có hiện tượng là tháo dỡ, đụng chạm gì vào cái ốc chân máy này nhá. Ốc chân máy này nguyên zin nguyên bản luôn đó nhá. Đấy. Máy zin nét. Thấy không? Máy số nguyên zin nguyên bản. Cột kèo keo chỉ zin để quay hết phần ốc bản lề, phần cột giữa rồi review hết cho các bác cánh cửa, bốn cánh cửa vừa đằng sau nữa. Bây giờ vào phần con động cơ các bác nhìn này. Cái ốc cabo nhá. Chưa có hiện tượng là tháo dỡ, chưa có hiện tượng là xi xuyển gì cả đó nhá. Đấy, nó còn nguyên zin luôn. Và phần chỉ này. Đấy, phần chỉ đây. Còn nguyên zin nguyên bản luôn đó nhá. Nguyên zin nguyên bản. Và như vậy thì em đã giới thiệu xong tới toàn thể anh chị em mình chiếc Hyundai Accent sản xuất vào năm 2012, số tự động và xe trang bị động cơ là 1.4 phân khúc hạng B, được nhập khẩu nguyên chiếc và với giá bán là 350 triệu đồng vẫn còn thương lượng. Anh chị em có thể liên hệ trực tiếp cho Dũng Audi để chốt xe cũng như là thương lượng về giá cả qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Lần nữa thì em xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.